cam bà con ơi, cam rất tốt cho sức khỏe, cam là tốt cho sức khỏe tuyệt vời luôn. Nhưng mà có những người có những bệnh thế này không ăn được cam bà con ạ. Chứ không phải ta thấy cam tốt lại ăn được hết, bởi vì những người có bệnh này, cái những cái bệnh này ăn cam thì nó càng bệnh nặng thêm, hại cho sức khỏe mình thêm. Bởi vì cam nó quá tốt cho sức khỏe, nhưng những người có bệnh không ăn đó là bệnh thận đấy mà, bệnh thận tiêu hóa, bệnh phổi, người trên 80 tuổi trở lên là không ăn, đau bụng là không ăn, tiêu đau ngang thắt lưng là không ăn, đau lưng nhức mỏi là không ăn, vừa uống sữa xong cũng không ăn, chướng bụng là không ăn, sau khi phẫu thuật hệ thống tiêu hóa đang uống thuốc kháng sinh là không ăn. Những người không ăn được cam là những người có bệnh thận, bệnh tiêu hóa, bệnh phổi, người trên 80 tuổi, đau bụng, đau ngang thắt lưng, đau cả lưng, vừa uống sữa xong là cũng không ăn, chướng bụng, sau khi phẫu thuật hệ thống tiêu hóa đang uống thuốc kháng sinh là không ăn, những người này là không ăn. Còn là cam nó tốt, nó đủ nước, nó vitamin, không nên ăn quá hai trái là hai quả, có người gọi hai quả bà con một ngày, nhưng mà ta ăn 6 ngày, ta nghỉ một ngày ăn không quá hai trái. Báo Thanh Niên cho chúng ta biết là trẻ em dưới 1 tuổi không ăn cam, trẻ em 1 đến 6 tuổi nửa trái, trẻ em từ 6 đến 12 tuổi một trái, người lớn là ăn hai trái. Bà con ơi, ăn cam vui vẻ mình khỏe nha. Ai có bệnh gì mà trùng trùng trúng là đừng ăn nha bà con đâu. Thank you, see you again.